sẽ là đồng chí và đồng chí đến sân và đầy đủ chơi du khách được đi một điều rằng đến với hai bên lạc quan thì nên đi từ đồng chí đến sân đến tương là ăn Tết
thời đề cập ở nước ngoài với thiên nhiên là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế trẻ. Xin chào và mời quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối 30 Tết Giáp Thìn của Đài Truyền hình Việt Nam. Có thể nói là chưa bao giờ mà thời tiết Hà Nội cũng như năm gần đây thì đây là nơi đẹp nhất đúng không ạ? Vừa đủ lạnh để cả không khí của mùa xuân, lại vừa đủ ấm áp để ao ra đường với một bộ trang phục rất đẹp, có rất nhiều gia đình, hai thế hệ, ba thế hệ cùng đi đón xuân. Xin chào các nhà họ, khán giả nhỏ chúng tôi. Chắc chắn rằng là những niềm hy vọng trong trái này sẽ thành hiện thực với hành động cụ thể của chúng ta. Dẫu còn rất nhiều những khó khăn phía trước, nhưng hãy yên tâm rằng chúng ta sẽ luôn cố gắng cùng nhau nhé. Màn hình sẽ diễn ra trong giây lát. Nếu như thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có một phút, vâng, chúng ta sẽ chỉ còn có một phút thôi để thời khắc của giao thừa. Hãy chờ chờ đợi với chúng tôi.
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, mùa xuân đã đến với mọi người, mọi nhà. Trong thời khắc chuyển giao mẹ đẻ và linh thiêng của trời đất, chúng ta thành kính tri ân công đức tổ tiên, các thế hệ cha anh đã bao đời dựng xây, dệt nên công góp non sông, cho mùa xuân độc lập, cho nhân dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc, cho cơ đồ tìm được vị thế uy tín đất nước hôm nay. Trong không khí ấm cúng thiêng liêng đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt đạo đảng nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi quen tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Xin gửi tới bạn bè Nam Châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững. Năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã khẳng định vị thế mới, tầm thọ mới của Việt Nam kiên cường trong gian khó, luôn kiên trì theo đuổi giá trị tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân, đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật, luôn là người bạn chân thành, đối tác tin cậy của các nước, được cộng đồng quốc tế trân trọng đánh giá cao. Giao thừa là thời điểm sâu xa lắm để chúng ta suy nghĩ về những điều đã qua, nghĩ về tương lai tươi sáng của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi dân tộc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa con người Việt Nam, đề cao phẩm giá, trí tuệ và khai mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân, giải phóng các tiềm năng, khơi thông các nguồn lực, sẽ tạo ra sức mạnh một siêu to lớn để dân tộc ta vững bước đi lên, đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa. Mùa xuân mở ra bao ước mơ, khát vọng và những khởi đầu tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, giàu sức sống nhất. Trong không khí xuân của đất trời và xuân của lòng người hội tụ giao hòa, chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những nguồn năng lượng mới, dành cho nhau những mong ước chân thành, tốt đẹp, cùng chúc cho dân tộc trường tồn, cho đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chúc cho bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc. Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới. Chào thân ái.
Thank you.
đất nước ta, dân tộc ta, đặc biệt là quân của dân dưới trong mới giáp gì 2024 sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Năm mới thì vô mới, thắng lợi ắt về ta. Mấy câu cảnh thần thơ nga vừa là cái gọi.